Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, 3 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của hội trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành liên quan. Thời gian qua, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh. Đến nay, hội đã tư vấn thành lập 71 hợp tác xã, 66 tổ hợp tác, 14 chi tổ hội nghề nghiệp, tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Đồng thời, nhận ủy thác từ các ngân hàng với tổng nguồn vốn trên 3.000 tỷ đồng cho gần 32.000 hội viên vay phát triển kinh tế, học nghề. Từ năm 2021 đến nay, các cấp hội đã giúp đỡ gần 1.200 hộ thoát nghèo, có trên 70.000 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh hiện vẫn còn một số hạn chế, đó là đội ngũ cán bộ hội cơ sở thường xuyên biến động, luân chuyển công tác nên đã tác động ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào nông dân ở một số địa phương. Hoạt động của trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân hiệu quả chưa cao. 100% cán bộ là kiêm nhiệm, thiếu nguồn lực để trung tâm đi vào hoạt động. Việc xây dựng các mô hình kinh tế còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, thiếu bền vững. Công tác phối hợp với các ngành trong các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân còn hạn chế. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân ở một số cơ sở hội còn yếu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và một số sở ngành đã giải đáp những kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh và đề xuất một số giải pháp để công tác hội và phong trào nông dân phát triển tốt hơn trong thời gian tới, như vấn đề kiện toàn tổ chức hội, bổ sung kinh phí từ ngân sách hàng năm cho quỹ hỗ trợ nông dân, việc thực hiện tín chấp các nguồn vốn ngân hàng cho nông dân vay phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoạt động hỗ trợ học nghề tạo việc làm, việc thành lập các hợp tác xã, trong đó ưu tiên mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với tiêu thụ nông sản, vai trò của tổ chức hội trong xây dựng nông thôn mới, xử lý ô nhiễm môi trường. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả của các cấp hội trong thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp hội, tập trung vào những vấn đề mà hội viên nông dân đang quan tâm để hỗ trợ. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế, trong đó quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, liên kết hợp tác. Bên cạnh cái để thực hiện rồi, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước rồi, nhưng mà tuyên truyền giáo dục làm sao đấy để người nông dân của chúng ta từng bước ở đấy đổi mới tư duy sản xuất lớn, tư duy hợp tác và liên kết, tư duy của người nông dân trong cái kỷ nguyên công nghệ số của hội nhập và hợp tác quốc tế, nó thoát ra khỏi những tư duy về manh mún. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của hội và các hình thức sinh hoạt ở cấp cơ sở, dưới cơ sở là chi hội và tổ hội. Chi hội và tổ hội quan trọng lắm các đồng chí ạ. Nó sát với từng người nông dân cụ thể đấy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong công tác xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh cần đẩy mạnh, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giảm nghèo, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nông thôn phải đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, từ đó tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân, tiếp tục bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào. Tập hợp thu hút hội viên, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để tổ chức hội là cầu nối tin cậy giữa Đảng, nhà nước và người dân, làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân.